Cả nhà nha, đây là cái địa chỉ vườn ươm mới của mình. Sắp sửa mình sẽ ươm ở đây một số các cái loại cây, cây giáng hương chỗ này cho một công ty ở đây rất là tận lớn và chuyên nghiệp. Bên này thì Hiếu ươm cái cây sưa đỏ cũng cho một cái công ty khác. Và cái khu vực trong này là cái đất dự phòng, nếu mà không đủ thì Hiếu sẽ cắt cái cây cao su này đi để ươm cho nó đúng cái quy chuẩn của từng công ty. Và Hiếu đã khoan giếng rồi, đã thử nước thì độ sâu của cái giếng này là 60 mét. Có một cái chòi phía xa này, nhưng mà để nó điều kiện nó tốt hơn thì Hiếu sẽ chuyển một cái chòi làm ngay cái góc ngã ba chỗ này này, phía trên đó, để cho người trông coi. Thì mục đích quay video này để cho các cái anh chị nào cần dâm ủ các loại cây thì alo cho Hiếu, tại vì Hiếu quỹ đất của Hiếu còn trong này rất là lớn, để mục đích là chuyển đổi cái công việc ạ. Đây là cái giếng sau một tuần Hiếu đã khoan xong. Hoàn thành có nước, bây giờ chỉ còn cái gắn máy và xây xây cái chỗ để bảo vệ cái chỗ này, gắn máy vào. Điện thì cũng có rồi, đây là điện đó. Quỹ đất là nằm trong đây cũng rất là tương đối là lớn, có thể dâm được cả hàng ngàn cây đó. Quy chuẩn bên này thì nó dễ hơn phía trên kia, này chỉ có 1,5 m một cây thôi, 1,5 m một cây. Dâm có bầu nhưng mà lại để chìm, còn phía trên kia là dâm có bầu để nổi nhưng mà phải 3 m bởi vì nó cây to. Phía trong này quỹ đất còn rất lớn này. Anh em cần alo cho Hiếu nha. Rồi chào tất cả mọi người nha.